giờ với 11 năm kinh nghiệm á, Thủy thấy là Thủy như là ninja vậy đó. Ở Ừ. trong trường ai cũng nói là ninja, lúc mà có bầu cũng vậy. Tại vì mình đã làm quen rồi đó, thì mình thấy là mình có thể né được hoặc là đỡ được. Cũng có nhiều trường hợp mình cũng thắc mắc sao cứ việc làm, nhưng mà đã nói tò mò. Cũng cái câu tò mò đó. Tôi mọi cái thấy cũng rất là, nhưng mà thực sự rất là quý mến nhờ những người cô giáo như Thủy. Thì Chelsea muốn hỏi Thủy là trong tương lai Thủy còn có những cái đam mê, cái tiếp mục, hay là có những cái gì hỗ trợ cho những em trong chương trình của Thủy, lớp của Thủy hay không? Thủy cứ nói là ước mơ của Thủy là nếu mà mình về được Việt Nam để mình chia sẻ một cái chương trình ở bên Mỹ với cộng đồng ở Việt Nam á, Thủy thấy nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái ước mơ đó nó càng ngày thấy nó xa vời, tại vì khi mình có con mình phải lo cho con mình, cho nên cái ước mơ đó nó vẫn ở trong đầu của Thủy. Thủy thấy khi mà Thủy về quê hương của Thủy ở Việt Nam thì nhiều người có gọi bằng mental health issues, có tự kỷ hoặc là Tâm có lý. khuyết tật gì đó mà cộng đồng ở Việt Nam không có hiểu, mà thấy nó bị điên hoặc nó bị khùng thôi, và không có một cái chương trình nào hoặc là cái cách nào để hỗ trợ những người hoặc là những bé, nó không có cái trường gì hết. Tại ở bên Việt Nam không có nghe hiểu về tự kỷ, họ nghĩ những em đó là lớn là nghịch thôi, rồi xong Đúng đánh rồi, đến hết bệnh. đúng rồi. Cho nên cái ước mơ đó là Thủy cứ nói, là Thủy cũng nói ông xã Thủy là trong tương lai Thủy rất là muốn về đó. Và khi mà mình về hưu á, Thủy cứ nói là mình sẽ mua một cái đất nào ở Đà Lạt để mình về đó, rồi mình sẽ cho dạy tiếng Anh miễn phí, để cho cộng đồng Việt Nam của mình có thể học hỏi thêm về những cái kiểu cách mới mẻ hơn, nhất là cho mấy bé mà không phải như là bình thường, không phải như mấy bé khác nữa. Cảm ơn Thủy, một cái ước mơ rất là, thật sự rất là lớn nhưng mà có thể làm được khi mà sau này Nghĩ mình nhá, có thể làm được, vậy. I không hope cần ngồi làm hưu, không cần chờ tới khi mình retire đến mình sáu mấy tuổi, có thể bắt đầu bây giờ từ như là những người như Thủy, Chelsea, một group nhỏ, rồi xong bắt đầu từ cộng đồng ở đây trước đi. Yes. Thì thật sự mà nói, như Chelsea biết, có những quý anh chị, quý cô, quý bác chú, có những em gia đình ở giống như Việt Nam mới qua không có biết nhiều về vấn đề em bé những em bé bị tự kỷ, thì có những phải trải qua những cái khó khăn ở nhà trường, phải đi testing này kia rồi rồi phải đổi lớp đổi trường, họ không có hiểu. Thì như Chelsea mong là quý vị nào đang xem chương trình có những cái mà thắc mắc con mình có phải tự kỷ hay không, hay con mình là nghịch thôi, thì ở đây nhà trường cũng có những cô giáo, những thầy, hay là ở nhà phòng mạch bác sĩ, có những Có người mình có thể refer qua để lấy test cho những em. có có chỉ có một cái để Thủy chia sẻ là khi mà gia đình của mình thấy con mình có một cái gì khác biệt, mình phải mở rộng trái tim và cái tinh hồn để mình chấp nhận những cái lời của những người chuyên nghiệp như là giáo viên hoặc là bác sĩ, để mình chấp nhận, thật sự chấp nhận cái tình trạng của con của mình. Sau khi mình có thể chấp nhận được cái lời của những người chuyên nghiệp đó, thì mình sẽ sắp xếp cái cách để mình hỗ trợ con mình. Thì Thủy biết là cộng đồng Việt Nam của mình và rất là nhiều cộng đồng ở quận Cam mình có mời hoặc là giao tiếp với nhiều luật sư để coi coi mình có thể cho con mình vô cái trường nào hoặc là cái chương trình nào tốt nhất và lấy được những cái gì tốt nhất cho con mình. Cái đó là cũng là bước đầu tiên rất là tốt và quan trọng. Nhưng mà Thủy thấy là sau khi gia đình mình đã lấy một cái bước đầu tiên, chấp nhận, sắp xếp, rồi nói chuyện với những người chuyên nghiệp hoặc là mướn học luật sư để đại diện, mình hay quên sau khi mình có luật sư mình đại diện, mình vẫn là người phụ huynh của con của mình. Mình phải bắt đầu là cái người đầu tiên và cái người mà có cái giọng nói và cái lời quan trọng nhất, chứ không phải là luật sư đại diện mình là luật sư đại diện nguyên cái chương trình, nguyên cái cuộc sống của con mình. Thì cái đó là Thủy thấy nhiều gia đình trong cái trường hợp đó mướn luật sư để đại diện, để dành cho những cái điều mà con mình nó xứng đáng hoặc là cần thiết. Nhưng mà sau đó
gia đình cũng không biết luật sư đại diện đã giành được hoặc là muốn cái gì cho bé đó. Cái bé đó vẫn là con của mình, cái tương lai cuộc sống đó vẫn là của con của mình chứ không phải là của một người luật sư. Thì Thủy khuyến khích gia đình mình như thế. Thực sự như Chelsea thấy là luật sư đúng là một vấn đề đó, nhưng mà như Thủy nói là mình, bản thân mình là người mẹ, người cha, mình có quyền quyết định, nhưng mà nhiều khi mình không có đủ cái hiểu biết để mà mình hiểu biết là cái nào đúng cho con mình, cái nào không đúng. Thì chắc quý vị phụ huynh cần những người như Thủy, cô giáo mà biết luật về ngành trong education, ở trong vấn đề mà giáo dục, thì chắc phải cần một người nào đó để mà phụ. Thì ở đâu mình có những cái tài liệu đó? Thì dĩ nhiên á, Thủy là vẫn là một nhân viên ở trong một cái học khu. Thủy sẽ nói thật thà với gia đình mình luôn. Tại vì Thủy vẫn là một nhân viên, Thủy phải biết người chủ của Thủy là ai. Cho nên những lời Thủy chia sẻ với cộng đồng của mình cũng là trong thân tâm, cũng là thật thà và thiệt. Nhưng mà khi mà gia đình mình muốn hiểu biết thêm và muốn gọi như là làm chủ của cái tương lai của con mình chứ không phải là mướn một người khác để làm chủ, thì mình phải biết là mình có quyền lợi gì. What are our rights? Quyền lợi của phụ huynh. Khi mà phụ huynh có con em có tự kỷ hoặc là trong chương trình đặc biệt, quyền lợi đầu tiên là những cái gì tài liệu phải được dịch qua hoặc là chia sẻ với trong cái ngôn ngữ chính của mình. Nếu là tiếng Việt thì mình có thể xin những tài liệu, những cái việc mà chia sẻ trong cái buổi họp hoặc là cái gì đó dịch qua tiếng Việt được. Cái thời gian nó hơi lâu lắc một tí, nhưng mà mình sẽ hiểu rõ con mình có cái gì, cần cái gì và sẽ được cái gì. Rồi sau đó mình cứ tiếp tục theo dõi và hỏi và thắc mắc và chia sẻ. Chứ đừng, Thủy cũng biết là sau khi có gia đình Việt Nam mà được Thủy làm giáo viên á, người ta mừng lắm, tại vì cái ngôn ngữ nó không còn hạn chế nữa. Trời ơi, người ta chia sẻ rất là nhiều mà Thủy rất là khoái. Nhưng mà sau khi gia đình không có phải và tốt nghiệp rồi, con em tốt nghiệp và sẽ lên đại học á, thì Thủy cứ nói đừng có sợ ngại. Đi vô cái trường đó nói là tôi cần người Việt Nam, người ta nói không có, tôi sẽ chờ khi cô có. Tại vì cái lời nói trong ngôn ngữ của mình á, nó quan trọng hơn mình ráng mà mình rặn ra tiếng Anh để mình nói. Cho nên gia đình mình cứ biết là mình có quyền lợi. Mình cứ tìm một người thông dịch viên nào á, và mình nhờ những người đó chia sẻ những cái lời của mình. Cảm ơn Thủy rất nhiều mà mình không có đủ thời gian nữa, rất là hay. Và chương trình Chelsea cũng mong mà sau này mời lại Thủy nói tiếp về cách mà giúp cho quý vị phụ huynh. Bây giờ mình không đủ thời gian, thì trước khi chia tay chương trình thì Thủy có những lời gửi đến quý vị khán giả như là chúc Tết thì sớm quá, New Year's. New Year's. Năm mới, cô giáo Thủy đây muốn chúc cho gia đình và các em một năm mới rất là hạnh phúc và quyết liệt chung với nhau. Thời gian chung nó sẽ ngắn ngủi, cho nên nếu có thời gian thì spend time with each other, ở chung với nhau với gia đình đi. Cảm ơn Thủy rất nhiều. Và Chelsea rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc cho quý vị qua năm mới cái gì cũng mới hết, tiền cũng tiền mới nữa. Đúng rồi ta. Nhưng mà tình thì tình lúc nào cũng có cũ thì cũng có cũ, mà mới đi chưa có thì có mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.